Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 4, Quyền ủy Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã tổ chức 5 đoàn đến chúc Tết tặng quà 5 chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp Tết cổ truyền Thoi Thơ Nam Thơ Mây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện gửi lời chúc mừng Tết Thoi Thơ Nam Thơ Mây 2022 đến các vị hòa thượng thượng tọa Đại Đức Sư Sãi A Cha, ban quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Huyện Thới Lai có hơn 4.500 đồng bào dân tộc Khmer. Dịp Tết cổ truyền Thoi Thơ Nam Thơ Mây năm nay, ngoài việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tại các chùa Khmer, huyện Thới Lai còn tổ chức trao tặng 468 phần quà, 20 suất học bổng cho học sinh, cất tặng 4 căn nhà tình thương, tổ chức họp mặt và thăm các chùa Nam Tông Khmer, tổng trị giá các hoạt động gần 400 triệu đồng.